Cái bạn người nhà này lớn lắm nha, nó cầm tinh con chồng cái tu giữa núi cao và miền đông á. Còn cái mạng thằng nhỏ này á, hiện thân là con mèo con, yếu ớt lắm. Chú nói á, là tại vì cái thằng mèo nhỏ này nè, có lúc nó đái trên đồng Long Dương, gặp ngay cái giờ kỷ, rồi mới bị Long Dương quở phạt. Dạ, dạ thưa thầy, vậy là sao thưa thầy? Dạ thưa thầy, vậy là do thằng Bi nó lỡ nó đái lên đầu Long Dương, hay là do mạng của nó, khác chỉ con chồng cái này nó sinh bệnh hết thầy? Tôi dịch ra tiếng Việt rồi, mà bà còn hiểu không? Hay là bà muốn nghe tôi trực tiếp truyền thành tiếng chú bằng tiếng âm hủ? Dạ dạ. Vậy bây giờ phải làm sao hả thưa thầy? Thưa thầy giúp con. Cầu giống chú lên, đánh đi ổng, kêu ổng đi xin Long Dương tha mạng cho thằng nhỏ. Hỏi hoài không biết là chú năn nỉ Long Dương được không hả thưa thầy? Thì đặt tiền cúng đi, rồi tôi đi năn nỉ ổng giúp cho. Dạ dạ dạ. Con có đặt bao nhiêu hả thầy? Nhiêu vậy thầy? Hai triệu chơi nhiều thì cũng như người phạm vậy thôi. Có tiền chú về, chú đi tàu cao tốc, đi máy bay cho nó lẹ. Dạ. Dạ. Thưa thầy. Còn chuyện con chồng cả thành tinh thì sao hả thầy? Từ từ giải quyết từng chuyện một, để tôi lo. Tôi mà làm hết xong là thằng nhỏ nó khỏi bệnh, nó ngồi kia nó chạy đi chơi cho coi. Dạ con đòi ơn thầy. Chú kia mình cởi áo ra kìa. Không biết con mắc gì phải cởi áo? Chuyện thánh thần mà giỡn được hả mày? Thầy thiếu sao á, làm y như vậy đi, cởi cái áo ra. Con có cởi đâu thầy ơi. Thầy trời ơi, đầu màu mất cả nó quá. Giờ cởi rồi sao thầy? Nè cái coi, giờ sao thầy? Dạ mất cả quá. Dạ xin lỗi thầy. Chút nữa con nhỏ nó cũng hết đi mùa này. Dạ con được ơn thầy. Ha ha ha.
Con tròn đẹp quá ta, nhưng mà có khác nha. Tha hồ thằng bé ra, coi chừng qua đó nha. Màu đồng tình ha. Thơm qua nhà mấy cái chỗ này á, cái chỗ này Mũi nhiều quá, mở đèn lên cho nó sáng. Ăn cơm xong đi rồi tắt đèn. Trời tối rồi, má ăn cơm đi. Bác ba xỉa răng chắc là ăn cơm rồi hả? Cái bóng đèn này rút điện bà cố. Bà biểu má con mày thay bóng đèn mà tiết kiệm điện. Sao giờ này vẫn chưa thay hả? Lúc nào cũng vũ túi than thở. Tiền điện thì thiếu lên thiếu xuống. Bà biểu kiếm loại bóng đèn ít hao điện hơn á, mà má con mày á không có thèm nghe. Xài điện không có tiền trả cũng khổ lắm bác ba. Nhưng mà bây giờ cũng không có tiền để thay cái bóng đèn mới nữa. Rồi chừng nào có tiền? Ngày mai mà còn để bóng đèn tròn này nữa là tao cắt điện. Má con mày suốt đời xài đèn dầu luôn, khỏi nợ tiền điện. Còn tao á thì khỏi mất công đi rồi. Thôi, má ăn cơm đi, ổng đi mất tiêu rồi. Bà không ra tự nhiên kia con làm cải áo cho cái thằng thầy pháp nó sàm sỡ. Bà ăn cắp số hả? Ông khùng thì có, tự nhiên người ta đang cúng kiến ông với ông quậy là sao? Cái đứa động kinh nó hỏi á thì trùm màn, còn có gái nhảy mà cải áo ra. Ai thèm chê cái con hồ ly tinh đó chứ. Cái thứ thầy pháp kiểu đó tôi quánh gãy răng á. Lo là lo cho thằng Bi á, nó bị quỷ ám kia kìa. Dọn cơm ăn đi. Ủa, ông đó bụng rồi ha, chứ không phải ông thuộc bây giờ ông no rồi hay sao? Mẹ ơi, ông coi đi, ông coi trong cái nhà này nè, còn cái gì đập được ông đập hết đi. Ông quậy gì tôi đụng tới con quỷ cái đó, ông coi nó còn quý hơn sinh mạng của thằng Bi nữa phải không? Trời ơi, thời buổi này mà còn tính thầy pháp thầy bùa, ngu si đồng đồng vô bãi tôi chứ không tin đi lên xúm trên mà hỏi.
cái ông thầy buồn của bà đó. Chữa bệnh cho con người ta không có bệnh mà cái bụng trương trần anh vậy nè, có chữa đó biết chưa? Nè, ông đừng có nghe mấy con mẹ tám rồi về bôi bác người ta nghe chưa? Tôi không có tin. Tôi nhắc lại lần cuối nghe chưa? Cấm tuyệt đối cái gia đình này liên quan tới thằng thầy Pháp đó nghe chưa? Dọn cơm ăn đi. Ông kêu cái con cháu yêu dấu của ông, nó ra đang dọn cơm cho ông ăn đi. Còn tôi á, tôi buôn bán cả ngày tôi mệt lắm rồi. Còn ông á, cái kiểu mà đập đồ miết như vậy, ông không có yên với tôi đâu nha. Nha. Mày hù ai vậy? Mày định kêu thầy Pháp để em sao phải không? Ông làm gì tôi? Mày đi trước đi. Mày đi. Nó chọc quá. Hưng, Hưng, dậy đi, dậy ăn cơm trưa. Giờ em về được chưa chị? Hả? Cho em về chút xíu đi. Không, bây giờ mình phải đi ăn cơm, xong còn qua phòng thu. Ông Mẫn, ông đang chờ kìa. Nè, sao có show đột xuất mà không vui vậy? Chị vui giùm em luôn được không? Ờ. Má, má đâu ở đâu hả? Chứ sao mà má khóc? Vậy là mất sạch luôn rồi hả? Cái lũ bất nhân mà đi móc túi của bà già Câm, sống dưới gầm cầu thang, khốn nạn. Má thì chịu nhịn thôi chứ biết làm sao giờ. Má đi ra chợ không cầm chắc tiền trong tay, tụi hai ngón thấy nó phải móc túi thôi. Hết vốn á thì nghỉ. Thank you.
hay là để con chạy ra nhà chị Trà My có gì làm không, để còn kiếm bữa tối nữa. Con đi nha. Dụ, em không sao rồi Dụ? Cô ở trong đó với em hả Dụ? Thằng nhỏ chết queo. Thằng nhỏ bị sốc xuất huyết. Ở không chịu đưa đi nhà thương chữa trị. Ở giúp thầy cho nó uống bùa. Thằng nó chết, tôi bỏ sang không mất cả. Bà đổi thương hợp, tuổi bay khắc mã, phải chết thằng nhỏ. Nghe lời tôi, trốn đi đi. Thằng nhỏ nó nữa, con sống với cô quen rồi, đâu có biết đi đâu. Đâu quánh như quánh tù, không biết đau, không biết hận sao. Ơi, ông Năm ơi, ông đi đâu mà lâu quá vậy? Ông bỏ tôi một mình vậy? Tôi về coi trẻ hợp tại Hương. Léo nhé cái gì nữa? Vừa lòng mà chưa? Thầy bùa thầy pháp bà hay quá ha. Dường như là hậu sự cho em con. Để con lo dọn nhà. Bộ bà sợ ma hả? Chúc gọi là sao? Lo mà làm hồ sơ khai tử cho thằng nhỏ đi. Không có coi thầy của bà gì hết á. Ma chay xong á, đưa con thằng nhỏ về chùa Châu Đốc. Bà mê tín á, mới ra nông nổi vậy đó. Thằng Vi chết rồi á, tôi với bà coi như chấm hết luôn. Bà đừng có nói gì hết á. Tôi ở nhà đang lo nè. Má muốn đuôi luôn cho trọn bộ hả? Nhà tới thua như vậy rồi mà còn may giá gì nữa. Cái áo này nó bị dướng vô mấy cái hàng rào ở dưới nhà xe á. Mà cái áo này cũ rồi, má bỏ đi. Con á đi coi ké tivi chung với chú Bảo. Má ăn đi rồi đi ngủ nữa, làm gì giờ này? Của chú Bảo cho đó, má ăn đi, ngon lắm. Chương trình ca nhạc đang hay á mà thay ổn mì này nè, con mới chạy về. Thôi má ăn hết đi rồi đi ngủ sớm nữa. Tiền điện không trả mà có tiền ăn khuya ha. Bánh mì này là của chú Bảo giữ xe cho mà chú. Bánh mì có bao nhiêu tiền đâu mà bác ba nói nặng nhẹ dữ vậy. Bác ba cắt cái bóng đèn tròn không có cho xài nữa. Giờ bác ba la rầy gì? Ê thằng nhóc con, ngang ngược hả mày? Xài mà không có tiền trả thì ai cho mày xài?
Hai ngày nữa trả tiền cho tôi phải không? Cho hai tuần nữa nha bác ba. Lấy tiền điện mát con mày cực quá. Thôi thì đốt tiền dầu suốt đời đi, để khỏi phải phiền lòng chòm xóm. Người gì đâu mà nói qua không chịu nghe gì hết. Giọt mưa rơi nghe buồn xa. Tiếng ru rêu ôn như sao lạnh quá. Tiếng gió, tiếng mưa khơi lên niềm đau lòng tôi. Mưa rơi như vô tình, đã thấm mưa xuyên mình. Và như những cơn gió đã cuốn em đi xa đời tôi. Trời rêu chỉ bao nhiêu cơn gió to. Đứng đây đây những tiếng tôi vẫn nhớ. Tiếng em đang trao ngày xưa. Mong đâu con thương. Chào anh. Chào cô. Anh thấy bài hát này thế nào? Không thể tin cô. Còn lâu tôi mới nhận anh ta vào hát trong chương trình của tôi. Em thấy Hưng hát cũng được mà, lại có nhiều fan hâm mộ nữa. Nói đúng theo nghề nghiệp thì giọng cậu ta thật đẹp lắm. Giọng cậu ta cần tới mạnh hơn. Sao cô không cho cậu ta bước ra làm thêm nghề diễn viên hay nổ gì đó? Thôi anh ơi, nhất nghệ tinh, nhất thân dinh mà. Cứ để cho cậu ta tập trung một nghề thôi là được rồi. Tiền đây chị. Con á, đi phụ dọn nhà cho người ta, té xuống cống dơ hết trơn rồi. Hai xô nước đó má cho con tắm nha. Nhà vệ sinh công cộng á, người ta không cho tắm, với lại xa lắm. Thì má cho con tắm đi, chiều xin hai xô nước khác nấu cơm ăn. Dạ. Bác có hai miếng cái gì? Cái gì vậy? Dạ con nói đi. Má, xin cho con thêm một xô nước nữa nha. Người con thú hình nè.
riết rồi hai má con mày bày hay lắm nghe. Mày tắm như vậy thì nước rút đi đâu hả Suke? Nhớp nhúa quá. Tao phải kêu bà Tám tổ trưởng đến xem mày tắm mới được. Để bà biết hết đường bà Binh giật mẹ con mày. Riết rồi cái từ này nó khai ngấy à. Mẹ con mày biến cái đường này thành cái toilet công cộng luôn rồi. Bác bà nói quá à, con mới tắm đỡ bữa nay thôi mà. Vậy chứ ai đấy mà khai ngấy? Không phải hai má con mà chị ai? Chị từ bữa nay á, ông đi rình đi. Hổn hả mày? Ăn ở dơ dái, người lớn đó còn hổn hào, tôi đập chết cha mày đó. Ông không có chửi cha tôi nha. Mày có biết cha của mày là ai không mà mày lớn không? Đồ con quá. Cái thằng này, mày chết với tao rồi mày. Chuyện gì vậy chú ba? Có bà Tám tổ trưởng làm chứng, ăn ở dơ dái, người lớn nói còn hổn hào, mà xử nó đi. Thôi bỏ qua đi chú ba, rầy qua một lần là nó hiểu rồi. Con nít mà chấp nhất làm chi? Thấy nó sai thì bảo ban dạy dỗ nó. Lần sau đừng có tắm ngoài này, nước không có chỗ rút, nhếch nhác lắm nha Suke. Còn lỡ bữa nay thôi bà Tám ơi, mai mốt còn không dám nữa đâu. Xách xô nước cho nó xối lẹ lên. Đứng tờ hò tắm giữa đường tội nghiệp hông. Tắm xong á, con xách cái chổi con quét nước cho sạch nghe. Dạ. Lần sau á, vô nhà bà mà tắm lối sớm mà, thấy bây khổ á, giúp được gì thì giúp. Bà tổ trưởng mình chịu chơi quá ha. Bà nuông chiều thằng giặc nhỏ này, có ngày bà hối hận đó. Má con nó cư ngụ bất hợp pháp là cũng do một tay bà bảo kê nó đó. Chú nói vậy mà nghe được à? Sống phải có tình chứ. Má con nó nghèo khổ tật nguyền mà xui đuổi đi đâu. Bà này lanh quá ha. Má, chiều nay á khỏi phải nấu cơm, đi mua hủ tiếu gõ về ăn. Bây giờ á con đi ra ngoài kia lấy tiền công mà con vét cống á. À má, chiên hết đống chú chiên này thôi nha, dọn hàng nghỉ sớm. Lâu rồi, lên giường mẹ lên coi. Đi đâu vậy? Rồi, cái này ôi vậy. Dũng ơi con à, để con nhặt đồ. Không thôi chút về là cô la con đó. La gì mà la? Gì gì mà gì? Giặt gì mà giặt? Ôi Dũng chứ rồi. Dũng sai rồi, để con lấy khăn cho Dũng lau mặt nha. Nha. Sai gì mấy luôn bia này. Ngồi uống Dũng chứ rồi. Đừng có Dũng. Dũng ơi, không còn ra đi chứ. Dũng không mang ra đi. Thank you.
Làm được sao vậy? Có gì từ từ chứ. Làm khóc đi. Khóc cho nhẹ bớt đi. Có chuyện gì vậy? Nói cho nghe được không? Thầy Thu, em được về cái nhà đó nữa. Về nhà ngoại anh, ngoại cho gì anh nhiều lần đó. Anh nghĩ họ sẽ có cách giúp đỡ không? Thầy, anh chuyển làm về Sài Gòn không? Khi đọc thông thảo đi vô chỗ mình làm gì chứ, điều đó em lo được, đọc trong khả năng của anh mà. Anh hả? Mà muốn cô bán cho. Ừ, mình là bạn bè mà, sao cái sáo vậy? Ủa, cô làm đó hả? Sao hôm nay được năm nay cho ra đi chơi vậy? Cậu ơi, cậu em chắc không phải là dân vùng này hả? Có bà con gì với cô làm không? Dạ, con ở Sài Gòn về chơi. Cô chỉ mới biết cô làm. Ở đây đa số là bận đi biển kiếm cơm, rồi vừa cứu dốt nữa, nên không có cách nào để cứu cô Lam. Mà trời thật ơi, mà cô với ông trưởng của nó đó ác như quỷ vậy đó. Ừ, cô trùm hết lúc. Ừ, mà ác lắm, con nhỏ cũng liền chịu đòn hay thiệt á, bị đòn như tra tấn không điên mới là lạ. Cậu có cách gì đưa nó ra khỏi chỗ đó đi, tội nghiệp nó quá. Thôi, cậu lo được gì lo nha, tôi lo gì của tôi. Đừng, đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Yến Liên, trời đất ơi, Yến Liên ơi, con, Yến Liên nè, tỉnh dậy đi con, Yến Liên, tỉnh dậy đi con. Mê sảng gì mà hét dữ vậy con? Mơ thấy ác mộng hả con? Mô Phật, như vậy là cái tâm không tịnh rồi. Dạ không phải,
Con không có bất cứ xáo trộn hay là lay động gì trong tâm hết. Con không có. Vậy chứ con mơ thấy gì mà con gào thét đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh ra như thế này? Hình như là con thấy mẹ con. Con thấy một người thật trẻ, thật đẹp, đang bị kẻ ác giày vò rất thảm thương. Bà gào khóc, cho nên con cũng gào khóc theo. Nam mô A Di Đà Phật. Không hiểu sao mà con thấy trong lòng mình như kim châm muối sát có sư thầy ơi. Đừng có nghĩ ngợi lung tung, con ráng tịnh tâm và niệm Phật đi con. Lần đầu tiên con mơ thấy mẹ con, tuy là con không thấy rõ mặt, nhưng con biết đó là ruột thịt của con. Thầy, thầy ơi, thầy có biết mặt cha mẹ của con không thầy? Nguồn gốc của con ta đã kể tới kể lui rất là nhiều lần. Ta không biết mặt cha mẹ con là ai, và cũng không biết ai đã mang con bỏ trước cổng chùa. Nhưng ta tin vào duyên số, có thể con sẽ gặp lại người thân của con. Ta không khuyến khích con xuống tóc quy y là chính vì lẽ đó. Vì nhân duyên trần thế con còn nhiều lắm. Ngồi lên con, uống một ly nước cho nó tỉnh táo, rồi niệm Phật cho nó tịnh tâm. Ngày mai không có được lên giường ngủ sớm, mà phải kiếm một cái việc gì đó làm, nằm vật vưởng mãi, rồi cái đầu óc suy nghĩ lung tung, tâm nó dễ sinh ra ác mộng lắm con à. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dượng thương em lắm. Chịu nhận đi. Dượng đưa việc để sống với Dượng luôn nghe. Dượng đừng có giận. Thân nghiệp con mà Dượng. Dượng không có ra con lạ làm nên bị giận. Vì sao ơi.